Let's learn this today. Mình sẽ học cái này nhá. Hôm nay học bài này. Nếu mà trang số 26 các bạn nhá. Page 26. Ok, page 26. Are you ready? Các bạn sẵn sàng chưa? Let's go. The first one, Jungle Gym. Các bạn nhìn vào sách nhá, Jungle. Để cho tăng lên đã, 45. Ok, Jungle Gym. Đấy, mấy cái trò trèo leo như này. Ok, Jungle nghĩa là khu rừng ấy. Ok, khu rừng kiểu như giống như kiểu tắc răng ấy, leo. Cái gọi là Jungle Gym. Ok, đấy. Khi mà các bạn nhá, các bạn có thể thầy hướng dẫn lại cho các bạn này một cách mà để mà search khi mà không biết nhá. Sorry, ok. Thì các bạn có thể là search là Google dịch các bạn nhá. You go to Google. Dịch đấy. Cũng khá là chuẩn đấy các bạn ạ. Đấy thì paste từ này vào. Jungle Gym. Nó không dịch không chuẩn nhỉ. Thì có thể là như thầy ấy, mà khi mà thầy mà không rõ từ nào ấy thì thầy thường là Google thì thầy đánh là meaning đấy thì người ta sẽ giải thích cho thầy bar locks in the climb on. Ok đấy, a structure là một cái cấu trúc, on John bars hoặc là những cái thanh được nối với nhau, or locks hoặc là những cái thanh gỗ để mà cho trẻ em có thể leo trèo. Ok đấy, có thể mình gọi là cái trò leo trèo đi. Trò leo trèo. Nhiều cái từ tiếng Anh nhá, tiếng Việt không có giải thích được đâu các bạn nhá. Jungle gym. Ok, trò leo trèo. Repeat. Jungle. Học riêng từ này nhá. Write down. Jungle. Nghĩa là rừng. Bạn nhớ nhá. Jungle là rừng. One more time, một lần nữa. One more time. Jungle. Lâu lắm. Jungle là rừng. Next one, tiếp theo. Sandbox. Ok. Là ô cát. Các bạn thấy không? Cái ô cát để chơi này. Sandbox. Ok. Ô cát nha, cái ô để mà xây cát đấy. Ở cái khu đô thị của thầy nhá, Vinhome, Green Bay. Thì là có một cái ô cát nó xây ở một cái đảo, gọi là cái hòn đảo bé ở giữa hồ để các trẻ con chơi thích lắm các bạn ạ. Rất là thích. So in the future please make money, hãy kiếm tiền, and let your parents live in the best places. Ok, hãy kiếm tiền để cho bố mẹ ở những nơi thật là tuyệt vời nhất. Và thầy nhá, thầy sau khi dịch kết thúc ấy, so after the pandemic, I and my parents will go to Cát Bà Island. Thầy và gia đình sẽ đi chơi đảo Cát Bà và ở những khách sạn 5 sao. Đấy, khách sạn gì nhỉ? Thầy sẽ mời bố mẹ nhá, đi khách sạn Flamingo Cát Bà. Khách sạn đẹp nhất ở Cát Bà luôn, VIP nhất Cát Bà. Đấy, đưa bố mẹ đi chơi những nơi tuyệt vời nhất các bạn nhá. Ok. Ai thích đi chơi với bố mẹ nào, comment là 6 nhá nào. If you want to go with your parents, please comment 6. Các bạn ơi, đừng ngồi tập trung vào mấy cái chat ở trên nữa. Trên cái ô chat. Không thích thì đừng có nhìn vào. Ôi, ôi. Đúng không? Không thích thì bỏ đi. Ok, good, 6. Đúng rồi, có rất nhiều các bạn muốn đưa bố mẹ đi chơi nhá. Hãy đi chơi với bố mẹ. Hãy biết quý trọng những cái thời gian ở cùng bố mẹ nhá. Ok, good. Next, tiếp theo nào. À, các con nếu mà thấy bố mẹ ở cùng thì gọi bố mẹ vào học cùng nhá. Chương trình này bố mẹ phải học cùng ấy. Không là không hiệu quả đâu. Number 3, kite. Là diều. Repeat, kite. Kite. Ok, one more time. Kite. Ok. Thả diều thì mình sẽ nói là gì ạ? Fly a kite. Nghĩa là thả diều. Ok. Repeat.
Fly, F ở răng trên, cắn môi dưới, thổi ra. Fly a kite. Fly a kite. Ok, nghĩa là thả diều nhá. Fly a kite. Ok, next. Tiếp theo, fly a kite. Tiếp theo nhá. Các bạn xong nhỉ? Are you done? Please comment done if you are done. Ok. 460. Wow, awesome. Ok, ba mẹ con đi làm thì thôi nhá. Còn mà ai có bố, ba mẹ ở gần thì phải gọi ba mẹ vào để mà học cùng nhá. Qua mất rồi. Lúc nãy chụp được 460 rồi. À 450 thầy chụp rồi. Ok. Rồi tuyệt vời các bạn ơi. It's so awesome. Hãy gọi bạn bè vào học cùng đi nhá. Thầy dạy luôn một lần cho sướng. Thầy rất là thích dạy đông các bạn nhá. I really love to teach a lot of students. Ok. Càng đông thầy sẽ rất là thích dạy. Rất là thích dạy luôn. Thế là càng nhiều năng lượng. Ok. Bố mẹ con xem máy à? Ok. Ở cũng được nhá. Next, jump. Rope. Nhà nhảy dây nhá. Jump là nhảy này. Jump, ok. Jump, nhảy lên. Rope là dây, cái dây, đoạn dây, rope. Đấy, ghép từ lại luôn. Hay thật. Người Việt mình chắc là từ này là dịch ra đấy các bạn. Jump, repeat, nhắc lại nào. Jump. One more time, một lần nữa. Jump. Rope. Good job. Hãy nhắc lại theo thầy thật là nhiều để mình có thể nói chuẩn nhá. One more time. Jump. Rope. Jump, rope. Ok, nghĩa là nhảy dây nhá. Jump, rope. Nhảy dây. Thầy cũng hầu như là để mà thầy vô địch được nhá. Thầy rất là hay nhảy dây mình nhanh lắm, di chuyển nó rất là nhanh các bạn nhá. Thầy di chuyển phản xạ rất là nhanh tại vì là thầy nhảy dây cũng khá là nhiều. Nhảy dây nó tạo cái phản xạ rất là nhanh. So I remember that when I was at 5th grade. So I had to jump ropes a lot. Thầy phải nhảy dây rất là nhiều và trong cái phần thi nhảy dây ấy, thầy vô địch lớp về nhảy dây luôn. Mà nhảy nhiều quá nhá. So I jumped ropes a lot of times and the teacher couldn't count anymore because it was too long. Thầy nhớ là cô của thầy tên là cô Vi thì cô đấy đếm nhiều quá nhá, thầy nhảy nhiều quá, nhiều trăm cái, đếm mỏi mồm quá thôi. Tùng ơi thì Tùng dừng lại. Thầy Tùng nhảy nhiều quá và cô không đếm được nữa, phải bắt dừng lại các bạn nhá. Thầy nhảy lâu nhất lớp luôn. Ok. Mình nhảy 1.000 cái một ngày à, kinh thật. Ok. Từ nào thầy xem có bạn nào chat linh tinh nhá, để thầy cho ra luôn nhá. Ok. À thầy, khách sạn 50 có hồ bơi con ơi. Khách sạn 5 sao nó chả có hồ bơi. Đừng comment linh tinh nhá. Thầy thoát ra thầy ấy đấy. Thầy cho ao luôn đấy. Không cho học đâu. Phải nghiêm túc nha, học hành phải nghiêm túc. Mình đã hứa với nhau là phải nghiêm túc rồi cả lớp nha. Không bỏ cuộc nào, never give up. Mời cả lớp comment đi, comment. Never give up, comment đi nào, never. Give up, ok. Tinh thần học của toàn lớp mình nhá. Không bao giờ từ bỏ bất cứ gì hết. Làm phải hoàn thành, các bạn nhá. Never give up. Ok, never give up. Rất là tuyệt vời, 459 bạn. Các bạn thật là tuyệt vời. Những học sinh thật là tuyệt vời. Một trong những học sinh tuyệt vời nhất của thầy luôn. Học không từ bỏ. So awesome guys. Đấy, so awesome. Thật là tuyệt vời nhá. Thầy rất là thích tính cách của các bạn. Bạn thật là những học sinh tuyệt vời. Không bao giờ từ bỏ bất cứ cái gì hết. Next one. Tiếp theo nào. Swing. Ok, swing. Swing, ok, swing như là cái gì nhỉ? Swing, ok, ai biết comment cái nào, swing. Thầy quên mất từ tiếng Việt này, swing, là cái gì nhỉ? Cái... Swing, có ai biết từ này không, comment nào, ai biết từ này, à, cái xích đu, đúng rồi, xích đu, ok, swing. Ok, nhiều khi thầy hay nghĩ tiếng Anh nhé, các bạn muốn giỏi tiếng Anh nhé, thầy nghĩ tiếng Anh nhiều. Thầy nhiều khi nghĩ tiếng Anh nhiều, thỉnh thoảng một số từ nhé, hơi bị quên một tí. Sorry các bạn nhá, xích đu. Cái này các bạn giỏi hơn thầy đấy. Xích đu, xì nhá. Xích đu.
hầu hết cái ngữ pháp tiếng Việt ấy, ngày xưa tiểu học nhá, thầy giỏi ngữ pháp tiếng Việt lắm, thầy không sai ngữ pháp đâu. Có một số bạn đền lại xích đu ấy, SC nhá, xích đu sai rồi, XC xích đu nhá. Đấy, hồi hồi cấp 1 thầy giỏi ngữ pháp tiếng Việt lắm. When I was at a primary school, I was really good at Vietnamese grammar because I read a lot. Thì thầy ngữ pháp tiếng Việt thầy rất là giỏi, tại vì là thầy thầy đọc sách rất là nhiều. I read a lot of books. Okay, good. So next, tiếp theo đi. Next. Ê, sao lại học từ số 8 nhỉ? Quên, học từ số 5 chứ. Tiếp theo nhá, số 5 nhá. Number 5. Seesaw. Nghĩa là cái bập bênh nhá. Nhanh nào. Mình học nhanh nào, không là mình muộn giờ mất. Repeat. Seesaw. One more time. Seesaw. Really good. Nhưng là bập bênh. Để nhắc lại theo thầy nhá. Repeat. Một số bạn thầy thấy là hơi lười nhắc lại đấy nhá, nhắc lại cho thầy thật là nhiều vào. Now drink water everyone. Hãy uống nước đi nào. Drink water. Please drink water. Hãy uống nước đi. Vắt chanh vào nhá. Squeeze some lemon in it. Okay, squeeze some lemon in it. Next, tiếp theo nào. Slide. Hai răng cắn lại, thổi hơi ra. Slide. 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 Nghĩa là cầu trượt. Ok, cầu trượt nha. Học xong nhỉ? Học xong cái trang này đúng không? Are we done? Ok, good. Các bạn nếu nha, các bạn hiểu không? Các bạn hiểu không nha, tiếng Anh là gì? Cho lên trên này các bạn còn ghi bài nhé. Do you understand? Câu hỏi nha. Do you understand? Nghĩa là không này. You là bạn này. Understand là hiểu nhá. Bạn có hiểu không? Do you understand? Các bạn hiểu nhá, thì các bạn comment là understood. Ai hiểu thì comment là understood cho thầy nào. Ai hiểu bài nào comment đi. If you understand, please comment understood. Hay comment understood đi nào. Để chứng minh là mình hiểu cho nào. Ok. Really good. Tuyệt vời các bạn ơi. Awesome. Thật là tuyệt vời. Các bạn rất là tuyệt vời nhá. Understood. Học đến mấy giờ thì nhiều bạn hỏi học đến mấy giờ, hỏi làm gì nhờ, đừng có hỏi. Nhiều lúc hứng lên mình học đến đến sáng các bạn nhá, đến 2 giờ đêm nhá, sợ các bạn không đủ sức thôi. Các bạn đủ sức thì có thể dạy đến 6 giờ sáng cũng được, nếu các bạn đủ sức nhá. Thầy không bao giờ từ bỏ đâu. I never give up. Ok, I just never give up. Thầy làm đến cùng các bạn. Thầy đùa đấy, thường là mình học tới 10 giờ các bạn nha, đừng từ bỏ. About 10, ok. Thầy sợ các bạn không đủ sức đâu. Thầy có những ngày thầy tập bóng bàn từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Và trong nhiều năm liên tục, các bạn phải hiểu. I practice table tennis 6 a.m. till 6 p.m. Vì lý do của rất là nhiều cúp, nhiều huy chương này. Nhưng này cố gắng đúng không? Ok. Mình cố gắng mình mới đạt được những kết quả tuyệt vời. Có hiểu không? Do you understand? We have to try harder than everyone else. Phải cố gắng hơn tất cả những người khác. Thì mình mới tốt hơn được, đúng không? Thì đất nước Việt Nam mới tốt hơn được. Các bạn phải hiểu như vậy. You understand? Ok, next. Tiếp theo. The petting zoo. Ok, the petting zoo. Để thầy một chút nào. Tắt cái tin nhắn điện thoại đi. Ok. First, pet. Học từ này đi. P nào. Repeat. Pet. Pet. Ok, nghĩa là thú.
Cưng. Ok. Next, tiếp theo. Zoo. Nghĩa là zoo là vườn thú nhá. Các bạn nhắc lại nào, repeat after me. Zoo. Zoo. Ok, zoo là vườn thú nào. Zoo. Ok, next, tiếp theo mình học từ tiếp theo. Mình học the first. Cow. Là con gì nhỉ? Con gì? Ai biết không? Con bò. Ok. Zoo. Ai chưa bao giờ thấy con bò nữa? Ai chưa bao giờ thấy con bò ở ngoài đời thì comment là không xem nào. Thấy ở ngoài đời nhá. If you never seen a cow in real life before, please comment zero. Ai chưa thấy con bò bao giờ thì comment là không xem nào. Học đến 10 giờ con nhá. Học đến 10 giờ. Học hơn một chút tùy. Ok, very good. Đấy. Mình phải không bao giờ từ bỏ cơ nhá. Không bao giờ từ bỏ, never give up. Next, tiếp theo nào. Two. Rất là nhiều bạn mà chưa được nhìn thấy con bò bao giờ rồi. Buồn cười nhỉ. Bò cũng hay phết đấy. Ok, next, tiếp theo. Có bạn thấy 100 lần rồi là kinh khủng nhỉ. Someone like see 100 times. Wow, có bạn thấy 100 lần cơ, cơ kinh khủng nhỉ. Sheep là con gì? Con cừu. Yeah. Again, sheep. Sheep. One more time, một lần nữa. Sheep. Đấy, con cừu. Ok. Thứ ba là thấy ăn thịt cừu nhỉ, thịt cừu cũng vị nó đặc biệt lắm, thịt cừu. Mouse là con gì nhỉ? Con gì? Con, đúng rồi, con chuột. Really good. Đọc lại nào. Mouse. Hơi ở mũi ra nào. Nếu mà mình nói âm này đúng nhá thì bịt mũi lại không nói được đâu. Không đọc được, phải hơi ở mũi ra nào. Không đọc là mau như tiếng Việt nào. Mouse is a mouse. Ok, con chuột nhá. One more time, một lần nữa nào. Mouse. Ok, nghĩa là con chuột nha. Mouse. Ok, next. Number four. It's a dog. Ok, nghĩa là con chó nha. Đúng rồi. Repeat. Nhắc lại nào. Dog. One more time. Dog. Ok, good. Number five. Puppy. Đọc lại thế này nào. Puppy. Puppy. Puppy là con chó con nha. Puppy là con chó con. Ok, puppy. A puppy là con chó con nha. Repeat. Puppy là con chó bình thường, gọi là dog. Ok, a puppy. Ok, là con chó con. Con chó con bé. So when the dog is it's kept small, so we call it puppy. Okay, kiểu như là mới sinh hoặc là đang bé bé gọi là puppy. Okay, next one, tiếp theo nào. Number six. Các bạn ghi mà không kịp nhá thì bảo bố mẹ ghi cùng nhá, rồi mai mình ghi lại nhá, hoặc có thể xem lại video này. Horse là con ngựa các bạn nhá. Repeat. Horse. Hát này không là hot, không là hot như kiểu tiếng Việt. Horse. Các bạn tập đẩy hơi nhỉ? Đẩy hơi ra. Horse. So it's a horse. Ok, con ngựa. So number seven is a cat. Ok, nghĩa là con mèo. Yeah, cat. Ok nào. Cat. Đúng rồi, con mèo. Con mèo lớn nhá. Kitten là con mèo con. Con mèo con. Ok, repeat after me. Đọc lại cho thầy nào. Kitten. One more time, một lần nữa nào. Kitten. Đúng rồi. Là con mèo con đây này. Đấy chưa? Kitten. Đấy. Number 9. Số 9 nào. Chicken. Là con gà.
Đọc theo thầy nhá. Môi nhận ra nào. Chicken. Really good job. One more time. Một lần nữa nào. Chicken. Good job. Đúng rồi. Tuyệt vời. Hơn 400 bạn đang học. Thầy thấy thật là hạnh phúc nha. I feel so happy guys. 400, hơn 400 học sinh. 424 học sinh. Tuyệt vời. Các bạn là những người không từ bỏ. Bạn hãy nhớ. Mình là những người không từ bỏ. Chắc chắn thì mình sẽ thành công rất là lớn trong cuộc đời. Hãy kiên trì vào nha. Kiên trì. Ok, next. Tiếp theo nào. Number 10. It's rabbit. Các bạn xem số 10 nào. Ok, repeat. Rabbit. Ok, rabbit. Nghĩa là con. Con gì nhỉ? Con. Thỏ nhá. Again. Rabbit. Rabbit. Ok, nghĩa là con thỏ nhá. Con thỏ. Rabbit. Ok, đấy là cách các con học bài ở nhà nhá. So, how you learn at home? Ok, học bài ở nhà này, các con ghi đi. Learn, ok, là học nhá. How you learn at home? So, here, hôm trước có một số bạn học được rồi nhá. Đấy là cái tháp học tập. Ok, tháp học tập này thì để mà học hiệu quả ấy, thì là bài giảng nhá, dù hay đến đâu thì cũng chỉ khoảng 5 đến 10% hoặc đến 20% thôi, các bạn nhớ nhá. Đấy, thì để mình học được thật là nhiều kiến thức. If you want to learn a lot, you have to teach other people. Ok, good. Các bạn phải tự trải nghiệm này và các bạn phải dạy cho người khác nha. Đấy, các bạn ghi lại từ khóa này. You have to teach. Các anh chị nhớ nhá. Các anh chị nhớ là các con là phải dạy lại cho anh chị. Đấy, phải dạy lại. Cái để mà học hiệu quả ấy, thì anh chị và con thì phải học với nhau. Và con dạy lại cho anh chị và anh chị lại dạy lại cho con thì lúc đấy mới thật là hiệu quả. Đấy, mình sẽ phải ghi bài, mình sẽ học lại, ôn lại bài và mình dạy lại lẫn nhau hàng ngày. Ok, good. Hey, if you agree, please comment agree. Nếu bạn nào đồng ý á thì comment là agree cho thầy xem nào. Đồng ý là mình phải ôn bài và mình phải dạy lại bố mẹ, dạy lại anh chị em của mình nhá. Ai đồng ý là comment là agree xem nào. If you agree, please comment agree. Ok. Nếu ai đồng ý thì comment agree đi. Comment đi nào, agree, đúng rồi, là đồng ý nha, phải dạy cho người khác. Đây bí quyết để thầy giỏi. Anh chị nhớ nhá, anh chị và các con nhớ là mình phải dạy lại cho người khác. Hay ghi đi, ghi lại đi. Right now, hay ghi lại đi. Hay gọi bố mẹ lại, mình phải dạy lại bố mẹ những cái từ vựng này, mình sẽ nhớ. Ok. Next one. Bây giờ nhá, để dạy cho người khác mình phải ghi vào phần hành động nha, các bạn viết lại xem nào. Các bạn nhớ là bên phải nhá, cột ngoài cùng bên phải hay ghi lại vào phần hành động nào. Là ngay bây giờ các bạn phải ghi lại là mấy giờ. Phải làm mấy giờ, what time. Ok. Hàng ngày mình sẽ dạy bố mẹ là lúc mấy giờ nhá. Phải ghi rõ ra thì mình mới hoàn thành được. So, write down mấy giờ, các bạn viết xuống nào. Anh chị ơi, anh chị phải viết xuống. Đấy là con dạy lại anh chị những cái từ vựng này lúc mấy giờ. Và anh chị cũng dạy lại con các từ vựng này lúc mấy giờ. Đấy. Mình phải ghi vào rõ ràng là mấy giờ, what time. Cái tiếp theo là mình phải ôn bài hàng ngày, every day. Đấy. Một là mình phải ôn bài, mình phải dạy lại cho bố mẹ này. Và anh chị nhớ là các con phải ôn bài hàng ngày thì mới giỏi được. Ok, if you agree, please comment one. Nếu tất cả các bạn đồng ý thì comment là one xem nào. Hay comment là một xem nào, one. Comment one. Đúng rồi, awesome. Đấy, các bạn nhớ là phải comment. Phải tương tác nha. Ok. Good, đây là những bí quyết của thầy để thầy giỏi. Một trong những người học giỏi nhất lớp, một trong những người học giỏi nhất trường, một trong những người học giỏi nhất của những người trường đại học, của trường đại học hàng đầu Việt Nam, đó là trường đại học Ngoại thương các bạn nhá. Đấy, phải dạy lại cho những người khác. Khi mà thầy là sinh viên ấy thì thầy đã có thời là thầy dạy các bạn cùng lớp nhá, khoảng 150 bạn cùng lớp, thầy dạy cái môn sở hữu trí tuệ, thầy học rất là giỏi môn đấy, cô giáo cho thầy dạy, dạy thay cô giáo. Đấy, một số hôm là tuyệt vời các bạn ạ. Đi dạy được thời sinh viên rồi cơ. Ok.
Đấy thì anh chị và con nhớ là mình về nhà là phải ôn bài, mày viết thời gian ra mấy giờ hàng ngày là mày ôn bài nhá. Ok.